Hello, xin chào anh em nhá. Lâu lắm rồi không gặp anh em. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái số server nha. Ok, chúng ta sẽ thì một câu lệnh để những số lottery thì chúng ta sẽ có random 78 14 24. Cái này hiện tại thì đang có gian luôn nhá. Này hiện tại nó chỉ có dẫn đun thôi. Nhà số mà. Ok, khi ta rút thăm vé số thì rút vé số ngẫu nhiên thì nó sẽ được ghi vào đây theo cái dòng ID Steam của các bạn đây, và số nó chạy vào 6 giờ chiều hàng ngày theo giờ máy chủ. 6 giờ chiều hàng ngày thì nó bắt đầu số nó sẽ quay, và ai trúng thì nó sẽ trúng thưởng, ai không trúng thì nó sẽ được rút ra, rút khỏi chỗ này ra. Đó. Số số